chương trình vô cùng ý nghĩa. Dám làm, dám hành động. Đối với chúng em là một sự thức tỉnh. Vũng Tàu rất hân hạnh được tập đoàn Cà phê Trung Nguyên đến để chia sẻ hành trình từ trái tim và trao tặng cho các em học sinh của trường Trung học Phổ thông Vũng Tàu những cuốn sách khơi dậy cái niềm đam mê đọc sách của các em, cũng như là hướng cho các em khởi nghiệp và tìm kiếm những cái công việc mới, cũng như là những cái nguồn tương lai mới trong công cuộc đổi mới đất nước. Bộ sách này nó sẽ cung cấp cho tất cả các em học sinh, nhất là đối với đối tượng cấp 3, có một cái nhìn mới mẻ về cái lập thân lập nghiệp, và đặc biệt là giúp cho các em dám nghĩ, dám làm, dám hành động và có dám được có những cái ước mơ lớn. Và bằng tất cả những cái xúc cảm, bằng tất cả những cái trải nghiệm của mình, ngày hôm nay Ngọc Vân đã có những cái chia sẻ. Em nghĩ rằng đó là những cái lời chia sẻ từ tận đáy lòng, từ tận trái tim của mình, để mong muốn các bạn sẽ có được những cái định hướng, sẽ có được những cái con đường đi, xác lập được cái con đường đi thật là đúng đắn cho tương lai của chính mình. Và đối với em là một học sinh lớp 10 thì đã cũng cần phải có trách nhiệm là biết được mai sau mình cần phải làm những gì. Và những gì mà chương trình đem đến hôm nay là những kinh nghiệm của những người đã trải qua, và họ nói cho chúng em, truyền cảm hứng cho chúng em rất là nhiều. Và em rất cảm thấy rất là thích chương trình này. Đối với chúng em là một sự thức tỉnh giúp chúng em, đối với những người 10, 11 có thể là xác định vạch đích của mình ngay từ bây giờ, và có thể giúp cho tương lai của mình tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn. Và hy vọng rằng cái hành trình ý nghĩa của Tập đoàn Trung Nguyên sẽ đi được đến khắp cả nước, và có thể nhiều hơn là vượt ra khỏi biên giới của quốc gia